bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Đồng Nai. Đây là thời điểm khó khăn không chỉ đối với người chăn nuôi heo mà còn ảnh hưởng đến các tiểu thương bán mặt hàng này. Người mua nghi ngại, lo sợ nên tình hình tiêu thụ thịt heo chậm lại. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh tả heo châu Phi không lây sang người. Từ đó, người tiêu dùng đã dần ý thức hơn và vẫn bổ sung thịt heo vào bữa ăn chính của gia đình. Gia đình nhà em ấy, ngày nào cũng ăn thịt heo chị ạ. Giá cả thịt heo nó vừa phải. Nó chung thịt heo tiện cái dịch tả nó không lây qua người, mình chỉ cần đun sôi nó chín là ăn được. Như vậy, để duy trì thị trường thịt heo ổn định, các tiểu thương ở các chợ từ thành thị đến nông thôn đều nhận thức việc đảm bảo lấy được nguồn thịt sạch có kiểm dịch của cơ quan thú y. Tôi cũng đi mua là cũng phải chọn những heo mà có nguồn gốc. Ví dụ như là chăn nuôi là đúng là hợp với cái heo là không dịch bệnh. Ý là khi mình mổ là đến nò là ý là thú y người ta cũng kiểm tra là heo là khỏe thì người ta mới cho mình kiểu là giết mổ ấy để đưa ra dân để tiêu dùng ấy. Dạ. Ở đây vẫn bán bình thường nhưng mà nó so với đợt trước là nó cũng giảm đi một ít. Còn giá cả thì heo khỏe heo ngon thì giá vẫn bình thường thôi, nó cũng rẻ một chút thôi chứ không có xuống giá như mấy kia. Ba rọi đùi các thứ thì 7 năm, còn giò thì cũng 7 năm, còn xương ống thì 50, sườn non thì 101, sườn già 90, ốm nết cũng 7 năm, thịt nạc cũng 80. Vâng, thịt heo là một trong những nguồn cung cấp chất đạm trong bữa ăn hàng ngày. Đạm chính là một trong những thành phần tạo ra các tế bào, giúp trẻ nhỏ tăng trưởng, người già duy trì sức khỏe. Thiếu đạm sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Do đó, trong sử dụng thịt heo, chỉ cần chúng ta chọn lựa mua được thịt heo tươi ngon thì sẽ đảm bảo tốt hơn cho sức khỏe.